Không anh đâu? Anh đâu? Ê, trời ơi, trời ta kêu mày xuống đây bắt cướp. Đâu cứ đâu kêu mày bắt gặp con chủ đâu mà. Cái bà lẽ mày. Đây là trời. Hello, chào các bạn. Chào mừng các bạn qua lại với kênh vlog Bản Bự nha. Đây là Thư Vinh. Thư Vinh. Đây. Ông Đĩa. Ông Đĩa. Đây là Tiệt Lạc Lạc. Tiệt thôi. Thì mọi người ơi, hôm nay team của tụi mình may mắn được cô chủ dọc xinh đẹp dắt đi mò dọc nha. Đây là tiêu đề của mình là cô chủ dọc ấy, cô chủ ao dọc xinh đẹp và bốn chàng trai may mắn được dắt đi mò dọc. Đây là cô chủ dọc của cô chủ dọc vô đây đứng. Đây, đứng đứng đây. Đây đứng đứng nha các bạn. Đây là cô chủ ao dọc đó mọi người. Thì bây giờ bé sẽ dắt mình đi ra ngoài ao dọc để tụi mình bắt dọc. Mình sẽ bắt con dọc lên rồi mình đem về mình nướng mỡ hành. Xong mình hấp xả các kiểu cho mọi người xem nha. Đây ao dọp rất là rẻ mọi người. Cô ấy là bắt có 10-20 kg là cho luôn à, không có bao nhiêu tiền như chân á. Đúng rồi, rồi. Cho luôn. Đi bây giờ đi. Bắt đây bự rồi. Đi đi đi. Chọn bắt đây bự lắm. Đi mọi người. Xếp hàng đây nè, mình đi trước nè. Đi trước nè. Đi đi đi. Rồi mình đi bắt dọp. Đi dọp hàng đi, đây nè, đi tới đi. Anh đi đi, đi đi, đi cô chú dọp. À, cái ao dọp nè. Nào muốn xuống đường nào, đường này hay đường đó. Đâu này hả? Thôi đường này, đi hai đường này nhìn cho nó. À, đây là cái ao dọp á. Nó đây á hả? Ừ. À. Lỗi nước ngoài. Ngoài dọp ra thì còn có sò nữa đó. Có sò huyết nữa hả? Có luôn. Rồi may may được con cua với con ghẹ luôn. Ừ. Mà bắt dính thôi thì chưa biết phải không? Đúng rồi. Ê, cái đó cá hồi lòi hả? Có cá chẽm nữa đó nha. Cho nó lụng bụng anh bảo ơi. Không, cá chẽm nhỏ không ơi. Bây giờ mình xuống mình tiến đi. Bắt cô, xong rồi mình về mình còn quay ẩm thực nữa. Đây là cô với thu hoạch lên mèo dọc xong rồi đó. Ở dưới là không cô? Đó, thì mình lên nhắc đi. Nè, mình sẽ mò dọc ngay dưới ao này, mà ao này dưới nhá. Ủa, anh đủ mặt chưa? Ủa, Ngọc Anh đâu? Không, đâu, mình rất là dọc nha mọi người. Ủa? Ủa, Ngọc Anh đâu? Anh đâu? Ê, trời ơi, trời ơi, trời ơi, đâu cứ đâu chứ kêu mày bắt gặp con chủ đâu mà. Đây là trời. Đi bắt dọp vô. Kêu nó bắt dọp với ao mà nó đi xuống nó bắt dọp con chủ luôn mà. Ê mình bắt được con sò huyết luôn nha mọi người. Sao bắt được đi có vậy? Ghê hả? Ê đừng coi nó nè, hai con sò huyết rồi đó. Đâu đâu? Nó kẹt rồi. Ba con. Đâu đâu? Không ai mò lại em đâu. Ê, ê, một con. Bây giờ mình sẽ bắt được bắt đua nha. Chia đợi nghe đi. Ê, nó đợi giúp chị. Ê, là chưa ta. Nó đợi giúp chị. Mình bắt là hai con nha mọi người. Đây này bắt vợ sầu huyết gì. Đây là được một con vợ nha mọi người. Bao nhiêu? Sầu huyết á. Ờ, mảnh con vậy. Ê, đây tao nguyên tấm nãy giờ rồi. Đây mình bắt tiếp đi nha. Mảnh con nha trời. Ôi trời, đánh con tôm nè. À, con sò sừng trâu nè mọi người. Bên đây nguyên đống nữa nè nhưng mà nó hơi nhỏ. Rồi à, dính rồi. Rồi bắt một. Dữ lắm. Ủa, ủa cái gì vậy mọi người? Quá trời ủa, nhiều lắm. Đây là cái ổ dọp đó mọi người. Đây là một ổ dọp. Kìa. Đây là cô chủ trên bờ mọi người. Thả đi, ta đạp lúng dưới hết rồi. Đó. Ủa nó đạp. Em đạp nó em thèm luôn á. Ngon. Chứ em đi mà anh kia không đạp. Đây là đây cái vuông người ta nuôi dọn nha mọi người. Em lớn lắm kìa. Nè. Cái này nè. Mắc cái gì đó nè. Cái này nè, nè, nè. Ô quá trời vậy. Đây là cái vuông người ta nuôi chứ không phải là cái gì không nè. Cái này nè. Cái gì kìa. Đây nè. Đây nè. Đó ngồi chỗ mà nó vào dữ à. Nhiều lắm, tại cái này là cái ao người ta nuôi mà. Ai bị cái ai ngồi đua mà ở đây mới chịu rồi. À nguyên nóng nè. Cửa sạch rồi kìa. Chết ngã ngồi dòng cuối luôn. Nè. Ủa cái này là nuôi dọc dọc con hay là nuôi dọc bự? Đó là bỏ ra đúng không? Ừ, hai con nữa. Ê, máy mình nuôi dọc bự rồi. Hai con này người ta ăn rồi. Trời ơi, trời thúi ơi. Ta ăn lóc bắt mình nuôi dọc. Cái gì thúi dưới đây? À, trời. Thúi kìa. Ê, vậy mình đi xuống dưới đi. Xuống khu dưới đi. Nè nè, hút lên cái nguyên đóng này. Chỗ nào cái dầu bự á. Mình lát mình lửa rồi. Trời ơi. Thấy ra không anh? Ủa quá. Không anh. Nghe ơi. Bự kìa, cái gì nói kìa.
anh vậy nói gì không nói gì nói gì trời trời wow ê mọi người ơi mình bắt được dập hổng wow hay vậy đi mình phải hay chứ ghẻ hả con ghẻ đúng không ghẻ ê nè ghẻ bây giờ bữa ơi quá trời rồi wow thấy nè thấy nè con dập một tô nè thú rồi thú rồi dập ta nè ăn những con dọc nè báo cho bữa bự á đây cũng có đây cũng có sầu huyết nè mọi người nhưng mà nhỏ quá mình thả lại nha con dọc này của hai bên nè trời ơi con dọc là người ta nuôi dọc này nuôi chứ không phải là đường tự nhiên nha đường tự nhiên không có như vậy đâu mọi người tại cái này nuôi á nên này số lượng nhiều quá nên đấy nhưng mà những con mình lựa những con bự bự ra còn những con nhỏ nhỏ thì mình thả lại dọc của hai bên chứ mình ăn mấy con nhỏ nhỏ luôn nó tuyệt chủng luôn á dọc nội dọc con luôn dọc diễn mắt á ê có con này xuống quá hãy anh nói vậy không phải là hào hứng mà là gì sông sáo là gì vậy sông sáo là gì đúng rồi á không hồi đó giờ đi học không biết sông sáo là gì nha dốt mà còn thế mà nho nó còn hồi ai chưa bóng cánh tay ai chưa bóng cánh tay mọi người ăn hết rồi à? Ai cô chủ đâu rồi ta? Con chủ, à, con chủ, con chủ đâu rồi? Con chủ, 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 cũng xuống đi bắt dọp nhưng mà dọp của cô chủ bự lắm bự thiệt dọp của cô chủ bự thiệt cô chủ giới thiệu tôi đâu có tin đâu bây giờ tôi thấy dọp cô chủ tôi mới tin là nó bự thiệt cũng như là mọi người đi có dọp ở khe đúng không sáng mà thấy dọp cô chủ nói dọp bự tôi đâu có tin ừ xuống thấy dọp của cô chủ rồi mới tin là dọp cô chủ nó bự thiệt vậy là sáng bạn nghe cô chủ giới thiệu xong bạn mới cô giới thiệu là tôi là giọng cô chủ tới rồi cả cô chủ tới rồi mọi người ơi mọi người thấy dọc cô chủ bự thiệt tôi đâu có nói dốc lớn này nặng cái nhỏ đâu wow bự vậy dọc cô chủ mà phải bự thôi cô chủ giới thiệu dọc cô chủ bự mà đúng rồi không tôi dướng rồi cười cô chủ rồi cười nha mọi người ai thấy cô chủ thì like cho mọi người nha nếu mà ai thấy cô chủ rồi thì cứ like comment để tôi đây rồi để tôi chờ là chờ luôn nha để văn sinh luôn cho nha thôi mà công vân thôi đó cái gì vậy ăn sầu huyết kìa mò sợ không mò mỏi vợ tôi không nổi ê này rửa cho nó sạch sạch thôi con này con ốc gì á mọi người mình không biết mà ở đây mình thu hoạch được con ghẹ có chỗ con ốc này có gì coi chỗ em ơi vậy nè ốc răng cưa cái gì vậy bà nội? Cái gì? Nghe sâu lắm cái gì? Bự quá rồi, đang mất con giọt đang mất con giọt nè nè tôm nè hai tôm nè, em nhìn tôm, tôm đang sống nè tao bời lót nè đây nè, vô đây nè, vô đùi em nè chui vô quần luôn rồi rồi chết mẹ nghe chặt thét con giọt bự thiệt đây Ngọc Anh, con dập này Ngọc Anh cứ dập bị thiệt không? Cái dập chết tao kêu mày đi bắt dập chứ tao kêu mày đi dòm cô chủ cô chủ ở đây dễ thương ra dễ thương lắm nha mọi người biết dục xình nữa kìa Dính rồi con dồi ơi để nó dập
Cái này con vô voi, tới đó là con vô voi. Tôi tưởng nào còn ngay vậy. Đó. Ôi tôi dính cá cho bạc ơi. Dính cá cho bạc ơi. Cá cho bạc có hai cái chữ à. Cô thấm con bắt em mới xa mới về. Tôi có cô đừng đi lấy chồng. Về đây thôi. Chồng xong tôi rồi. Tôi nghe nó kể nghe. Đừng có nói nha. Lấy chồng. Lấy chồng đi. Bơm con thở ác lấy cây bông. Họ câu họ lấy cây bông. Ê cái gì đó ủng vậy. Mày đực chứ mày. Bỏ thôi. Nhảy đi nè. Ê ê ê ê ê. Nhảy không tao. Nhảy ra đi mà. Tụ quân. Nhảy là nhẹ lắm vậy. Nói bọc. Tụ quân. Tụ quân. Bảy mọi người ơi. Tao nói nha. Mày gái đầu thai nó mới hết. Đi kìa. Trời ơi con cơm nó chạy xin chết chồng rồi. Nè con tôm nó nhảy chiếc vòng rồi. Sao nè cho kẻ hỏi nha. Ê dưới này anh bác dính rồi. Cái gì? Dính con gì à? Dính con gì biết dạp, con dạp. 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 Lắm. Con dạp trăm gram anh. Không có lắm. Anh này em biết rồi. Em tính nói rồi tự nhiên đang cười. Nè. Ăn. Có gì kẹt trời. Nè bà ơi, hè ăn. Nhìn nè, cô chủ nó có kẹt nè. Quê cho, cô chủ hỏi mày đi đâu kìa. Ê mọi người. Ồ. Có con nhẹ nữa nha mọi người. À, dính được hai ốc nữa nè. Ê, nó mọt, nó mọt. Ê, rồi. Em ra đâu rồi? Nè. Bỏ vô. Cái gì? Chuột rồi. Ô dụng. Đừng. Thiệt luôn chứ nó chạy kìa. Bỏ lại coi. Đi rồi. Bỏ hả? Ngoài nó sâu đâu mà em bỏ. Thì mọi người ơi, đây là cái miếng vuông này là cái giọt người ta thả người ta nuôi nha mọi người, chứ không phải là giọt thiên nhiên nha. Thiên nhiên nó không có giống như vậy đâu. Thiên nhiên thì mình phải đi bắt ra gốc cây quay gần đó, đặng lội từng gốc cây bắt từng con. Nhưng mà nó không có được nhiều giống như thế này đâu. Con này là người ta nuôi, nói trước là người ta nuôi nha mọi người. Chứ nói mình mua thả xuống không có đâu, có tiền mua thả xuống bò đâu. Đó là cô chú giọt, thì đó cô chú giọt rất là xinh đẹp. Nhiều đây con. Mọi người ơi. À clip này lên 10k sub mình sẽ làm mai cô chú dập cho Út nha mọi người. Cô chú dập này chưa có chồng nha mọi người. Cô giờ chưa có vợ, chưa yêu luôn. Chưa yêu luôn. Cô chú dập không có người yêu, không có chồng luôn. Dạ. Cô chú dập này rất xinh đẹp. Rồi cưng có người yêu chưa? Dạ. Cưng yêu chưa? Dạ chưa. Chắc chưa lên cam nữa nghe cưng. Chắc em chưa có người yêu. À nghe lên YouTube đó nghe. Mình cũng chưa có người yêu nha mọi người. Ê đó đía mọi người, nó có nó chưa có người yêu mà nó có con rồi. Vợ nó đâu? Cái gì? Vợ nó đâu? Nó không có vợ. Nó không có vợ. Tao tính lấy rồi đó. Thôi văng luôn á. Nó tao lên báo. Văng ướt camera mang cái tao quýnh mày chết. Ôi trời quá trời, với giờ tôi nhóc luôn nè mọi người. Nè. Ui. Ờ nó khẽ họng luôn nè, thấy không? Thôi chưa? Luôn. Cái gì mà chui ra? Cái gì? Con dọc rồi đấy. Dạ. Nó thấy cái gì mà tôi làm thế. Thôi bây giờ mình nói cho chứ, nhưng mình đi kinh dọc vô trọng đi, mình về mình nằm. Ăn đi. Mình về mình nằm. Ăn đi. Này là tôi với Út Đĩ bắt nó rồi. Sáng mai giống tôi Út Đĩ quá à. Đó, ổng mấy Út Đĩ mạnh kìa. Bây giờ vô rồi. Thảo tôi bự ra đi ơi. Cầm bạn. Cầm cho tôi cầm đi. Chưa cầm cái hát rồi. Thôi. Cầm dọc.
anh Ngọc ơi đi theo. Con ơi con, con đừng đi lấy chồng à, về tay đó bên dòng sông. Sao nghe thấy cái gì? Lấy đôi dép nữa. Lấy quần áo cho tôi nè. Nè chạy đi. Thích mẹ rồi con quá. Trời ơi đúng rồi. Xin con tê tê. Mẫn đó cô Mẫn. Nhà cô Mẫn bán dọp á cô Mẫn. Cô Mẫn có người yêu chưa? Chưa. Chưa người yêu à? Ừ, chưa có. Thiệt không cô Mẫn? Biết. Cô Mẫn đừng làm tôi mừng ngục nha. Ý quá trời vậy. A few moments later. À, là mình đã bắt sáng mình đã bắt chộp xong rồi mọi người. Bây giờ mình về tới nhà. Bây giờ mình sẽ rửa chộp sạch sẽ tại. Cảm ơn cô chủ nhỏ nha. Cảm ơn cô chủ nhỏ xinh đẹp nha. Cô chủ nhỏ bán con giọt. Tôi là ông cô chủ nhỏ bán giọt xinh đẹp. Tặng giọt. Tặng này tặng cho mọi người. Cái này là giọt của cô chủ nhỏ với mẹ của cô chủ nhỏ tặng nha mọi người. Nghe mọi người. Lúc đầu đây tưởng đây đây. Khuyến mãi thì bày sổ huyết nữa nè. Khuyến mãi rồi sổ huyết nữa mọi người. Bây giờ sẽ chặt giọt. Cô chủ bự đẹp mà người chủ dễ thương đấy nha mọi người. Giọt của cô chủ tặng rất là bự. Bự lắm nha, giọt cô chủ bự lắm, tặng bự. Công đoạn mình sơ chế mình đã chà rửa xong rồi mọi người. Các bạn, mọi người nghe mình đã chà rửa sạch sẽ xong rồi. Bây giờ mình công đoạn là bây giờ mình sẽ găng me. Mình găng me sầu huyết á. Trời ơi không, trời đầu bếp có năm sau lúc ở Mỹ nè. Vậy thôi. Me găng luôn con cua đi, găng con ghẹ kìa. Trời ơi con ghẹ găng. Hai con ghẹ mà anh xin nó để con ghẹ mình bỏ tỏi vô nè mọi người. Nó thơm. Bỏ tỏi vô hành nha, rất là thơm. Giờ mình nướng nha, dọn nha mọi người. Để lên từng con mình nướng này là để vậy nè, để thưa ra các bạn. Để hồi nó tự chín nó tự mở cái miệng nó ra lên nè, mình tách ra được rồi. Để gần quá hồi mở ra không được á. Được lắm vậy. Mấy bạn có thấy con sầu huyết này nó mập mà nó bự không? Mấy bạn biết nó làm sao mà nó mập nó bự không? Dạ, tại vì nó chứa trong đây đầy cái tình cảm mà của cái cô chủ hồi nãy á cho anh em tụi mình nó mập mà bự. Cảm ơn nha. Nó thơm nó ngon nữa. Cảm ơn cô chủ. À, mình cũng thay mặt anh em trong team của mình thì cũng có cảm ơn cô chủ hồi nãy đã tặng cho anh em mình. Cảm ơn mẹ cô chủ nữa. À cảm ơn mẹ cô chủ nữa. Cảm ơn dòng họ cô chủ nữa. Nêm gì vậy bạn? Nêm công thức nêm nếm ăn được không? Được. Nêm sao ngoài bỏ luôn thôi luôn. Đầu bếp năm sao bên Mỹ mới về. Đây rồi. Đây rồi, ấm nè. Trời sò mình đã găng me xong mọi người, bây giờ mình sẽ hấp xả những giọt này rồi. Bây giờ mình bỏ là gừng nè. Bỏ những miếng lát gừng vô. Mình đi xả nè. Bỏ vô cho nó thơm mọi người. Mình xong rồi cho nó thơm, giọt cái nước nó thơm lắm. Nó ra nước. Nó ra nước nó thơm với lại ấy. Sôi rồi. Thì bây giờ là mình làm xong rồi nha, cái này là cái mâm hải sản của tụi mình đã hoàn thành. Đó, mọi người thấy xem ngon không? Wow, trời ơi. Tuyệt vời. Quá quá trời ngon luôn. Nè, ốc cái này là ốc sủi căng me. Cái này ốc móng tay nè. Đây là sủi căng me. Dập ốc xả. Dập ốc xả này là dập nướng mỡ hành. Giờ đây con cua còn đi nướng đó mọi người. Đúng rồi, con cua. Cua này mình bắt đây nha mọi người. Này để trang trí thôi. Bây giờ thì mình ấm lòng hoàng nãy mình xin này phát một lũi hả? Mọi người nghe nè. Bây giờ mình xin review trước coi là thứ xin xin. Trước khi mình ăn là mình trộn cái này nào, cái nước chén nước mắm thần thánh là muối ớt, bỏ thêm miếng ớt vô. Muối tiêu bỏ thêm miếng ớt. Nặng miếng chanh vô là tuyệt vời để mình chiên. Nhưng mà nước miếng nước là dữ rồi. Mọi người hát một giọt muốn nào đàn không? Đó, nghỉ nước rồi không? Nè. Mình gắt muối tiêu lên nữa không? À. Ngon mọi người. Trời ơi. Thì mình xin mời mọi người nha. Mời mọi người, bà con, cô chú, anh chị, mời luôn hết tên nha. Cảm ơn cô chủ nhỏ và mẹ cô chủ nhỏ đã
tài trợ tặng cho tụi mình dọp đây. Tụi này cái ao nó dọp nuôi nhưng mà tụi mình xuống Bắc thì cô chủ không có lấy tiền, mẹ cô chủ nó là trả tiền là cô dẫn đó, rất là dễ thương. Và cảm ơn cô với bé Dẫn rất là nhiều. Nhiều chạy chạy thôi, chạy giờ chạy. Mình ghi biêu ra kẹp thử cái coi nè. Mà xin mời mọi người nha, từ từ. Quá cứng tèm. Để tới mình. Con có thấy mọi người đây, chào mọi người nha. Mọi người thấy con dọ không mọi người? Nó trắng tươi nõn nà y chang nhân heo mọi người. Vị phát so sánh trong ngôn ngữ dân. Đúng rồi. Là con dọ này là sáng mình đi bắt, nhưng dưới là mình cũng đầu tiên là mình xin mua. Đúng rồi. Mà cũng nói lại nha, mà con dọ này là dọ người ta nuôi nha mọi người, chứ không phải là mình bắt ở gần nha mọi người. Bắt gần nó không có nhiều vậy đâu, người ta nuôi. Nhưng mà mình bắt người ta cho cô chủ giờ cô mẹ của cô bán dọ xinh đẹp đó hồi sáng đó mọi người. Là người ta cho, người ta không có lấy tiền. Thì bây giờ là không nói nhiều dài dòng, nó thèm quá à, chứ nó biết. Bây giờ mình mời mọi người, tất cả mọi người với editor ăn miếng dọn mình nha. Bây giờ mình bỏ miếng nước mắm chấm vô. Anh bỏ rồi. Anh bỏ rồi nè. Ăn á. Có đâu, đó con nè. Trời ơi, hai thằng này kìa. Trời ơi, con rồi. Hướng lên coi chừng chảy nè. Chảy nè. Giờ hai khứa đã ăn rồi, bây giờ tới mình nha mọi người. Bây giờ hai khứa đã review hết rồi, giờ mình sẽ cảm nhận cái mùi vị của nó nha mọi người. Tôi cứ review đi, mình ăn này còn đồng nha. Mình ngồi cứ ngồi, ai làm ai làm ai ăn đi. Trời ơi, trời ơi, bén. Rồi nè, cái mùi ơi, mà nó ngọt lắm mọi người ơi. Cái này là như hấp xả, cái này đấy, giỏ hấp xả này mình hấp với miếng nước rồi. Vừa ăn mọi người. Mình ngửi lên miếng bùn mục tiêu nữa nè. Thì hồi nãy giờ ai cũng ăn rồi hết, ai cũng cảm nhận, ai cũng biết cái mùi vị rồi đúng không? Nhưng mà còn thiếu một cái. Cái gì? Thì bây giờ cũng tới lượt mình rồi. Cũng tới lượt mình thưởng thức rồi, mình ăn thử rồi. Thôi mình cũng cảm ơn cô chủ với mẹ của cô chủ hồi sáng tài trợ cho anh em mình những con dọp, những con sò rất là ngon. Trang chứa tình yêu. Nó ngon mà nó hấp dẫn, giống như là trang chứa đầy tình cảm của cô chủ nhỏ hồi sáng với mẹ của cô chủ nhỏ hồi sáng vậy đó. Rồi bây giờ mình cũng không nói nhiều. Mình cũng cảm nhận thử, mình dắt một miếng muối tiêu. Chà, mình cũng không phải là cái gì. Hãy kèm thêm một miếng ớt nữa. Đó. Thì mình cũng xin mời mấy bạn ăn chung với mình. Mời edit luôn nha. Edit to, lộn. Edit to. Rất là ngon. Cái này ngọt nữa. Nghi hấp xả mọi người, là mọi người nghi hấp xả nha. Làm bữa con quầy hồi quý cây xinh. Bây giờ mọi người là cái này là con sầu huyết ăn me nha mọi người. Bây giờ đó mình sẽ tách ra nè. Đó, thấy không mọi người thấy không? Núp cái me cái. Ăn bắn áp đậu hộng vô. Núp nè, mình núp cái vỏ này trước à. Đó. Trời ơi, ngọt âm. Ngọt nách. Bây giờ mình ăn nha. Sầu huyết này lên. Mình cũng bắt dưới đó. Cô nhỏ mà thịt nó nhiều lắm luôn á. Nhiều dày, đúng rồi, nhỏ mà thịt nó dày. Vô. Cô chủ không lấy tiền nữa mọi người. Mời mọi người nha. Quá hành nó không. Bây giờ mình làm chén cơm mình ăn kèm đi. Ăn thứ cơm. Đây mình có cái nồi cơm thằng Khánh. Hay rộng rộng ra hết em ăn luôn nè. Nè. Bây giờ rộng ra cho anh em ăn chung nè. Mọi người ăn ngon mọi người. Cái này rất là ngọt. Okay. Mọi người thử mua làm một lần ăn thử mọi người. Ở dưới quê mình á bán giờ này cũng rẻ, chỉ tầm 22-30 ngàn thôi mọi người. Mọi người muốn mua thì mọi người liên hệ với Bảo Quân Bự để Bảo Quân Bự dắt lại mua dọp bự và ngon. Mọi người dắt lại mua đặc biệt dọp bự là tự bắt luôn mọi người, được tự được bắt với tự, ao con nhỏ luôn. Được luôn nha mọi người. Đúng rồi. Đặc biệt là được ngắm nhầm cô chủ xinh đẹp. Gặp cô chủ nhỏ nữa. Rửa ba. Cái nước này rất là ngọt nha mọi người. Có miếng nhỉ? Thôi thôi. Hết cơm à. Hết cơm. Cơm nắp chân á. Mập cái này ăn gì nữa? Ăn gì nữa nội? Ăn hết thôi, ăn nhiều quá không có. Mẹ uy tín rồi mà. Bây giờ mình để đây. Cái mình xin làm bé bà mình gửi này lên nào. Đúng không? Cái mình múc làm rõ chút cơm. Mọi người. À mời mọi người làm miếng cơm những gì cái này cơm Dương Châu của mấy nó xào lên. Trời em nó trộn cho mấy này cho mấy nè. Ngon hơn mọi người nha. Mọi người nha. Con dọc cho nó uống nào uống đằng này cho đi. Mình hãy chan cái này vô. Đó, mình hãy chan nước vô. Đó. Mình làm miếng ô găm nữa. Đúng rồi, mình làm miếng ô găm nữa. Lấy thêm một miếng giọt vô nữa nè. Vô mọi người. Lấy thêm miếng giọt nữa nè. Vô. Nè. Vô, có giỏ không vậy? Nè, xin mời mọi người miếng sầu huyết găng me.
Ngon mọi người. Đó. Thế mọi người, mời mọi người ăn cùng nha mọi người. Trời ơi, tuyệt vời. Đó, giờ thì mọi người cũng thấy chén cơm của mình rồi. Đó, mình cũng mời mấy bạn ăn cơm với mình. Nhưng mà bạn cũng đói rồi phải không? Nhanh vậy, mới đây hết rồi hả? Mới có miếng muỗng rồi mà. Trời ơi. Phải rồi, mệt quá ăn nhiều rồi chứ. Bạn ăn hết thôi. Dạ mời, mời mời một miếng ngắn à, cũng quá rồi. Bán mọi người. Ngày mà mọi người phải về làm thử một mâm lọc bằng xương rồi. Ôi giờ mọi người, đây là cái món cuối cùng nè. Đây cái món này là sơ hải vị không bằng đó mọi người. Cái này là độc lạ bà Liêu, nó ngon lắm. Cà nướng. Chép muối hành nha. Chép muối hành vô. Đúng rồi. Ăn đều ra. Trời nó thơm. Cái mùi nó thơm nước mũi luôn á mọi người. Cà nướng này mọi người phải nữ nên nướng ăn thử một lần. Phải chứ điện thoại nó quay được cái mùi hủi nữa ha. Đúng rồi. Cái thoại nó quay được cái mùi hủi nữa. Đây đúng thơm luôn. Rồi được rồi. Giờ mình review nào. Đó. Này mọi người. Nãy giờ mình chưa ăn con cái con dọc. Để lấy cái kéo thử một con. Đây kéo cắt cho cả. Ôi. À mọi người. Đây. Này là mình ê nãy mình lên lấy mấy mắm làm mình chấm mấy đúng bài. Đó, mọi người. Xin mời mọi người làm miếng cà nướng cộng với một con dọc nướng với mình nha. À. Quá trời thiệt bào lắm rồi. Nè. Xin mời mọi người nha mọi người ơi. Trời ngon quá. Nè thấy chưa. À, xin mời mọi người nha. Nè 2, 3. Nước cái ếch rồi. Không biết nước rồi cưng. Nè phải ăn phải hút nữa nè. Nè xin mời mọi người nha. Không biết nước. Không biết nước à. Hấp luôn rồi dọc. Trời ơi. Đã. Đây là giá mọi người cũng chăm chợ cắt vừa ra. Đây cắt cắt luôn anh. Bụi. Bắt cái mùa. Mọi người quán cà của mình nha. Chứ thì kèm thêm miếng cà mình phải kèm thêm con giọt nữa. Kèm lên đây. Đó, mọi người thấy không? Đó. Ôi mọi người ơi. Có lỗi mà gạch nó nè mọi người. Mỗi cái gạch. Không phải là cái gạch đen đó gạch đó á. Không. Mời mọi người ăn con ghẹ, đây con này con ghẹ nha mọi người. Ghẹ này ghẹ bông. Hồi nãy mình nói con cua, nó sang, sang dữ bạn. Dữ à? Ngon. Ngon, ngon. Thì mọi người, thì tụi mình chỉ review đến đây cho mọi người xem nha. Hồi nãy giờ cũng clip cũng dài lắm rồi mọi người. Tại vì cho còn cho caramel vô nó ăn với nãy giờ nước miếng nó chảy vòng vòng vòng. Em. Thì clip sao mình làm gì đây? Lúc sau thì anh cũng chưa biết nhưng cái này nó cũng ngứa cái nghề cho của anh quá. Thì chắc mình cũng sẽ lên một số ý tưởng nào đó để mình cho anh hai mấy anh em mới của mình này mới được. Chứ cái này là mình cũng ngứa nghề quá không em. Mình đi qua sinh tồn với cắm trại được không à. Mình đang quay cái này thì mình mai mình đi. Còn chuyện cho anh thì để từ từ đi. Cái đó là mình tự câu, tự bắt có gì ăn đó. Mình lên mình bắt mình nướng lên mọi người. Để cho nó đỡ tốn kinh phí. Tại vì cái này cuộc sống là cuộc sống đồng quê, đồng ruộng mọi người. Bắt cái gì là ăn cái đó. Thì nó mới ngon, nó mới vui. Ở đây anh nói về điều kiện vật chất á, thì không có. Nhưng mà nói chung về kiếm ăn á, thì mọi người chịu lặn lội mò hụt này kia thì sẽ có ăn à. Mày đăng luôn cái mũi. Đây, anh ơi dặn dùm quá. Mình cũng gần biển đó mọi người. Cá tôm này kia rất là nhiều. Nhưng mà nó nằm ở dưới nước thì có nhiều người chịu lặn lội là mình có ăn à. Đúng rồi. Đó mà không lặn lội thì chết đói. Nó rất rồi. Là dễ kiếm đồ ăn. Ok cho mọi người. Để xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong clip tiếp theo nha mọi người. Nếu mình ở đây cũng kết thúc rồi. Bye bye mọi người nha. Nhớ like, subscribe kênh, đăng ký ủng hộ tụi mình với mình đăng được 5 ca súc nha mọi người. Bye bye mọi người. Kết clip thì mời mọi người ăn thêm con giọt. Đúng rồi, mình cũng mời mọi người ăn mọi luôn. Rồi mời mọi người làm thêm con đó nha. Nào, vô. Bye bye mọi người nha. Bye mọi người.